hàng trăm cổ động viên đã đến văn phòng câu lạc bộ Nam Định để trả lại áo. Đây là hành động thể hiện sự phẫn nộ của cổ động viên bóng đá Thành Nam sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại EC1-2 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 ngày 2 tháng 8. Ngày hôm qua chúng tôi đốt áo, ném trống và hôm nay trả áo lại cho đội bóng. Tôi biết đây không phải là đội bóng quê hương. Chúng tôi phải vay mượn cảm xúc để cổ vũ. Nhưng đến hôm qua là một giọt nước làm tràn ly, coi thường tình yêu vô cùng trong sáng với đội bóng, một cổ động viên bức xúc, một cổ động viên tâm sự. Hình ảnh các cổ động viên trả lại áo cho đội bóng và trước đó là vứt trống, đốt áo. Trên sân Thiên Trường đang là chủ đề nóng của các diễn đàn bóng đá Nam Định. Sân Thiên Trường nổi tiếng là một chảo lửa ở V-League, nhưng sau trận thua của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, có lẽ rất lâu câu lạc bộ Nam Định mới lấy lại được bầu không khí lễ hội từ các cổ động viên. Người hâm mộ hoàn toàn mất niềm tin vào đội bóng sau những gì đã xảy ra. Các cổ động viên đến giờ vẫn chỉ trích việc huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ sử dụng đội hình dự bị, rút ngoại binh ra sớm và đỉnh điểm là pha để bóng chạm tay lộ liễu của cầu thủ Đức Huy ở phút bù giờ 90+5 khiến đội chủ nhà bị thổi phạt 11m dẫn đến trận thua. Cổ động viên nói rằng mùa giải đã kết thúc sớm và tài sản lớn nhất của đội bóng là người hâm mộ. Họ yêu cầu trả lại đội bóng cho nhân dân Nam Định, vì một khi tình yêu và lòng tin bị phản bội và coi thường, giọt nước đã tràn ly.